Hello mọi người, đây là một video đập hộp nút bạc. Ok, bắt đầu let's go. Hello mọi người, mình là Minh Anh Hoàng đây. Hiện tại thì mình đang tập đàn. Tập đàn đau dã man, đau hết cả tay, mỏi hết cả tay. Thì có một anh gọi điện cho mình, anh bảo là: alo em ơi, hình như là YouTube gửi gì cho em đấy, em có qua lấy không? Thì mình có hỏi anh là lấy ở đâu anh? Anh bảo là 217 Hùng Vương em ơi. Thực sự thì cái điều này nó quá khó khăn đối với mình, bởi vì là mình đang ở đây mà mình không biết là Hùng Vương ở đâu. Mình nghĩ là Hùng Vương nó siêu xa luôn đấy. Ok, để mình tra Google nhá. Thực sự cái đường Hùng Vương đó nó siêu xa thật, phải đi taxi hết 20 phút mới đến. Ơi, mình là một thằng rất là lười đi ra ngoài mà đi taxi tận 18 phút. What? Mà cái điều quan trọng, mình không biết cái đường Hùng Vương ở đâu. Có thể mình đã từng đi qua rồi nhưng mình không để ý lắm, mình không biết đường Hùng Vương ở đâu cả. Tại sao lần đầu tiên nhận nút bạc lại khó khăn đến thế nhở? Mà trong khi các YouTuber khác là người ta chuyển đến tận nhà luôn, mình cứ tưởng cái nút bạc của mình là chuyển đến tận nhà. Tại sao mình ở ra quãng đường xa số để lấy? Mà chỗ đấy ở đâu mình không biết luôn. Ok, thì mình vừa mới gọi điện cho mẹ, thì mẹ mình bảo là để mẹ mình lấy hộ mình cho. Yeah. Bây giờ mọi người nghe mình vừa đàn vừa hát nhá. Ok, giờ nghiêm túc này. Ok, mình đùa như vậy thôi. Thì bây giờ là hành trình lấy nút bạc của mình chính thức được bắt đầu. Mình mới vừa tắm xong nè. Yeah. Bây giờ mình sẽ dùng máy sấy này. Đó, nhìn nè, lại nha. Đó, nhìn thấy gì chưa? Ok, nhìn thấy rồi đấy. Nhìn thấy rõ lắm luôn rồi đấy. Mắc mọt nè. Nhưng mà bình thường mình rất lười dùng máy sấy nên thôi đi. Ủa, không dùng thì thôi, tại sao lại quăng người ta? Hả? Bây giờ mình sẽ lấy cái khăn này để lau. Ui dồi ôi, lau cái này nó vừa nhanh, nó vừa đã ngứa luôn đấy. Xuất sắc. Xong rồi, cái tóc của mình như tổ quạ luôn. This is tổ quạ. Để chữa cháy thì mình sẽ dùng cái lược này nha. Xoẹt, 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 xoẹt. Mình không hiểu tại sao mà mỗi khi mình chải tóc đằng sau ấy thì nó cứ đau, nó cứ rít thôi, chả hiểu sao luôn ấy. Thôi, cố chịu một tí đi, chải tóc mà còn kêu ca thì làm được cái trò trống gì nữa. Nhưng mà chải tóc xong thì trông cái mặt nó đẹp ra đúng không nhở? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Ok, hết giờ ảo tưởng sức mạnh rồi, đến bước tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ dùng cái này, đó nhìn gì chưa? Lại nè, đó nhìn gì chưa? Này, dẹp ngay cái trò đấy đi nhá. Mày có muốn tao trông nguyên cái lọ lăn nách ở mồm mày không? Hả? Ok, lỗi của mình xin lỗi được chưa? Chưa. Trời ơi, bên này người ta đang đốt lá mà hít lấy hít đẻ luôn. Cứ thích ngựa ngựa cơ, ngu. Ok, bây giờ mình và chiếc mèo sẽ lên gác để xem YouTube. Đây chính là chiếc mèo cute đáng yêu của chúng ta. Mình không hiểu tại sao mà mình đang xem YouTube xong rồi chiếc mèo cứ nhìn ra ngoài kia thôi. Ủa, ma hả? Sợ quá đi. Ôi dồi ôi, còn 6% thôi, xem gì mà xem lắm thế. Sạc 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 sạc. Mình đang nằm ở đây, còn chiếc mèo thì ở kia. Chả hiểu sao luôn mà nó cứ thích nằm ở chỗ góc tủ ấy. Có khi nào nó nhìn thấy ma xong rồi nó trốn không nhờ? Cái gì mà 6 giờ mà đi ngắm trăng? Không tin à? Nhìn đây. Bầu trời cao vút, kia là trăng. Đó, thấy chưa mọi người ơi? Tự nhiên muốn làm thơ ghê. Trăng hôm nay cao tít, anh muốn hôn vào. Cái gì đấy mấy ông? Tôi muốn hôn vào mít. Ok, đây là bà nội của mình nha. Hôm nay bà nội mình nấu rất nhiều món luôn. Nhưng mà tối nay mình sẽ ăn gà. Nhưng mà nhìn miếng gà nó chán chán làm sao. Ok, bây giờ mình sẽ biến tấu nó lại nha. Chuyên mục dọn sạch tủ lạnh.
Nhưng mà đang tìm nguyên liệu cho nên là không thể nào mà dọn sạch hết được đâu. Loay hoay tìm mãi tìm hồi bây giờ mới thấy. Ok, đây là một gói súp mì nha mọi người. Lấy xong rồi thì nhớ cất lại chỗ cũ nha, mình phải gọn gàng. Rồi đóng sầm tủ lạnh vào. Bây giờ cần hành tây, nước tương, nhưng mà không cần tương ớt nha, bởi vì cái gói súp mì nó cay lắm rồi ấy. Mình đã quay trở lại cái bếp rồi đây. Hey, ui dồi ôi, tí nữa thì đập đầu, may quá. Ok, bây giờ băm hành cho thật là đều nha. Mà không đều cũng chẳng sao cả. Mình biết là mình băm đâu có đều đâu. Bây giờ mình sẽ cho cái đống hành này vào cái chảo của mình nha. Cứu chị mấy em ơi, gớt ớt rồi. Bây giờ mình mới nhận ra là mình chưa cho dầu mỡ vào mà đã cho hành tây vào rồi. Thông minh thật đấy. Thông minh rồi thì bây giờ lấy mỡ xong mày cho vào đây nha, thì mới chiên xào được. Sau đó rồi ngẫm nghĩ lại cái câu trứng rán cần mỡ hay bắp cần bơ xem đúng không nha. Đúng rồi đấy. Bây giờ sẽ vặn ga nha. Bùm! Ôi rồi ôi, trái tim bé bỏng của tôi suýt nữa bị tan vỡ vì cái tiếng bùm này. Giờ là lúc đứng lại xem cái mỡ nó chảy ra. Đúng là nóng chảy mỡ thật mà. Cái mùi hành nó phê gì đâu á. Đợi chờ mòn mỏi thì cái hành nó vẫn chưa săn lại luôn. Bình thường là hành ta khi mà là đảo qua đảo lại tầm khoảng 1 phút rồi nó đã vàng vàng rồi. Còn hành tây này mình chờ đến giờ tầm 3 đến 5 phút rồi mà nó vẫn chưa vàng. Không hiểu sao luôn, được cái mùi thơm thôi. Sau bao lâu chờ đợi thì cái hành cũng đã được rồi nha. Bây giờ cho bà gà vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vậy là bà gà với cả bà hành đã công khai bên nhau rồi đấy. Bây giờ thêm gia vị cho mặn nồng nha. Rắc thính người ta nói nó điệu nghệ ghê chưa. Quả này ai cũng phải dính thính thôi. Đây là thính siêu canh của mình. Cái mùi này nó giống như kim snack khoai tây vị kim chi á. Nhưng mà cái này nó cay hơn nhiều nha mọi người. Mình thấy nó cay hơn nhiều á. Đó, cái đống bột ớt nó đã chuyển hộ khẩu vào mũi mình rồi. Delicious. Ok, bây giờ là đang đảo qua đảo lại cho nó thấm cái gia vị ấy. Sau đó thì lấy cái nước tương này cho vào nha. Cho vào để cho nó mặn mà thêm ấy. Với cả nó có phần gọi là có màu nữa. Làm màu hơi quá rồi đó. Nên phải nhấc ra luôn. Sợ nhiều màu quá xong rồi cái món gà của mình thành món gà bóng đêm luôn. Đen thùi lùi luôn. Mặn nữa. Rất là tập trung nấu ăn luôn nhá. Cứu chị mấy em ơi, lại gớt mất rồi. Như vậy là cái món gà của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa này nha. Chảo gì mà sát ghê dữ vậy. Chả có tí chống dính nào cả. Gà quyện hành tây với nước tương cộng cái súp cay. Đây là bữa tối của mình chỉ có gà và nước. Nước đá nha. Đó chỉ đạm bạc vậy thôi chứ buổi tối mình không ăn nhiều lắm đâu. Mời mọi người. Nó rất ngon luôn nha. Nó có cái vị giống như kiểu là snack khoai tây vị kim chi ấy, nhưng mà nó cay hơn nhiều. Cay lắm luôn đấy. Nhìn cái mặt mình đi. Đó, uống nước rồi nè, thấy chưa. Uống miếng nước mà cũng rớt xuống luôn. Rồi xong, ướt quần. Mình ăn xong rồi nha. Rất là ngon, mỗi tuổi cay. Thì mình vừa mới gọi điện cho mẹ mình. Thì mẹ mình bảo là mẹ mình đang trên đường về. Nhưng mà mẹ mình không có tiện đường nên không thể lấy nút bạc ngay bây giờ được. Nhưng mà không, sáng mai mẹ mình sẽ đi lấy hộ mình nha. Yeah, bây giờ thì mình đang xem thời sự để xem có drama mới không. Và cũng ngồi đây để đợi mẹ mình về để hỏi rõ tình hình xem sao. Mẹ ơi, nút bạc đâu rồi? Chưa lấy. Ơ thế bao giờ lấy? Mai. Mai bao giờ? Mai cũng làm tiện đường thì đấy. Vâng. Anh Điền. Anh Điền mà nào. Người. Ok, bây giờ mình xem phim này nha. Phim này là phim Hương vị tình thân. Mọi người nên xem nha, phim cực kỳ đỉnh luôn. Lâu lắm rồi luôn ấy, mới có phim Việt Nam mà làm mình xem từ tập đầu đến bây giờ luôn ấy. Hay thực sự. Đây là ba viên thuốc tăng chiều cao mà mình phải uống mỗi buổi tối. Bởi vì mình cao 1m60. Hello mọi người, mình đang ở trong nhà tắm. Và bây giờ đây là bước skincare.
đây là một cái băng đô của mình. Đeo vào đi đã rồi làm gì thì làm nha. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ đánh răng. Bước tiếp theo mình sẽ rửa mặt. Ok, xong hết rồi nè, mà mỗi lần mình bỏ cái băng đô ra là cái tóc mình như này luôn, như kiểu là uốn tóc mà không cần máy ấy. Yeah, quá tiện lợi luôn. Ok, buồn ngủ quá rồi mình đi ngủ đây, bye bye. Ơ sao lại thế, nút bạc đâu, sao hết video rồi hả? Đùa tí mà, làm gì căng, coi tiếp đi. Thì mình vừa mới ngủ dậy xong, bây giờ là 9 giờ hơn rồi. Nói chung là mẹ mình đã đi lấy nước bạc hộ mình luôn rồi. Nói chung là mẹ mình dậy rất là sớm. Cái gì đấy làm người ta hết hồn à? 6 giờ mẹ mình đã dậy rồi. Thì mẹ mình thấy mình ngủ say quá là điêu mình luôn. Quê, nhưng mà em nó đã về rồi mọi người ạ. Mọi người thấy cái mắt của mình bị thâm quầng không? Thấy rồi, thâm gì mà thâm kinh thế. Do tối hôm qua mình bất ngủ các bạn ạ. Em nó đây rồi mọi người ơi. Ủa nhưng mà mẹ mình để ở đây, mà ngay sát ngoài cửa, nhìn đâu qua lấy mắt đi sao. Nhưng mà không sao, em nó đã thuộc về tay mình rồi. Bây giờ leo lên mái nhà để tìm góc quay đẹp nào. Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Và đây chính là em nó. Chắc mọi người cũng đang hỏi mình là tại sao cái này như nó bóc ra rồi ấy sao? Nó không có băng dính, thì nó không có túi ni lông gì hết. Ờ thì đúng rồi đấy. Mẹ mình đã bóc ra rồi. Mẹ mình đã bóc ra rồi. Mẹ mình đã bóc ra rồi. Nói chung là mẹ mình đi lấy hộ mình xong rồi tiện tay bóc ra xong rồi xem luôn. Thôi đi mà, buồn làm gì, vẻ bề ngoài đâu quan trọng đâu. Vẻ bề ngoài quan trọng thì sao? Ok, bây giờ sẽ là bước đập hộp. Mọi người thông cảm tí nhá, bởi vì lần đầu tiên đập hộp nút bạc cho nên là không biết chỗ nào để mở luôn. À, thấy rồi nè. Trông cái mặt nó hào hứng chưa kìa. Ok, và bây giờ sẽ là nút bạc. Oh no. Hố. Không sao, không sao, không sao. Hố tí thôi. Ok, thì bây giờ sẽ là nút bạc. Hố lần hai. Trông cái mặt mình lúc này chán đời lắm rồi đấy. Nó là một cái thư của YouTube mọi người ơi. Thấy rõ không? Ok, chắc chắn đằng sau cái thư này là nút bạc rồi, không thể chối cãi nữa. Có chắc không cha nội, hai lần hố rồi. Chuẩn bị nào, 3, 2, 1. Hố tiếp lần 3 cho vui. Đùa tí thôi mà, xin lỗi nha, đừng có bỏ đi nha, để nghe mình đọc thư của YouTube nè. 100.000 subscribers, just how far you have come. Thôi đừng đọc nữa, xin người đấy, tưởng thế nào. Thôi nha, mở đút bạc đây. Ôi giời ơi. Thực sự là mình chưa bao giờ thấy cái màn mở nút bạc nào mà nó bi đát như thế này luôn đấy. Đã hố rồi lại còn dư nút bạc nữa, đến khổ. Ok, đây rồi. Đây rồi. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy rồi ông ơi. Ta nói nó phê gì đâu luôn á. Ờ, trên này nó có dòng chữ là Đây. Press the to Minh Anh Hoàng. Ủa, mình tưởng là nút bạc không có dấu mà có dấu à? Ghê thật. For passing nha, 100 subscriber. Cái gì mà 100? 100 ở đâu ra? Bỏ 3 số 0 mới chịu chứ. Ờ, thì nhầm tí. YouTube, ok. Thực sự cái này nó đâu của mình đâu. Của các bạn đúng chứ. Của 100.000 người đã ấn subscribe kênh mình chứ. Cho nên là để công bằng ấy, thì mình sẽ dùng búa của Thor. Mình sẽ đập cái này nát thành 100.000 mảnh rồi chia từng bạn nhé. Ok. Thôi đi, cái nút bạc nó cute baby thế này làm sao mà đập nó được. Đập nó thì phí lắm rồi, ôi đáng yêu quá cơ. Thực sự mình chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình để mình có được nút bạc này. Nút bạc này là của các bạn đấy. Nhưng mà mình giữ nha.
Ok, mình giữ mà, của mình mà. Nói chung mà nhìn cái này nó chả ra gì đúng không? Nó chả là cái gì cả. Nó không là cái gì để cho mình phải là mình phải ồ lên cho mình phải khoe mọi người cả. Cái này mình giữ nguyên, mình không khoe đâu. Mình không khoe đâu, nhớ đấy. Mình không khoe. Mọi người ơi, tôi có nút bạc rồi. 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 Không phải tin rồi, tôi có nút bạc rồi. Không phải tin rồi, tôi có nút bạc rồi. Thank you mọi người nhiều nha. I love you.